Thì bằng này việc, một là các anh chị phải tìm kiếm data, data khách hàng. Sẽ có anh chị hỏi tôi rằng là tìm kiếm data khách hàng thì bên em bán cái sản phẩm là bên em bán cho hệ thống kênh phân phối. Thì nếu mình là nhà phân phối cấp trên thì khách hàng của mình là ai? Đại lý. Vậy có phải tìm kiếm không? Vẫn tìm kiếm chứ. Có đúng không nhỉ? Nếu mình là người bán lẻ thì khách hàng của mình là ai? Là người tiêu dùng. Chỉ có điều nhu cầu của nó khác nhau thôi. Đúng không nhỉ? Thế thì sau khi tìm kiếm data khách hàng xong thì chúng ta tele sale xong thì chúng ta tạo ra cuộc gì? Cuộc hẹn. Hẹn xong thì chúng ta tư vấn. Tư vấn xong thì chúng ta chốt gì? Chốt sale. Chốt sale xong thì thu tiền. Đúng không? Cọc hay không thì cũng phải thu tiền. Thu tiền xong thì phải gì? Chăm sóc gì? Khách hàng. Chăm sóc khách hàng để làm sao? Bán tiếp gì? Lần hai. Đúng không? Vợ là một khách hàng được chăm sóc kỹ nhất. Vì câu bán đi bán lại. Khiếp không dám làm tổn thương khách hàng. Đúng không nhỉ? Đấy. Có đúng chị em thấy không nhận không? Thế thì vấn đề là cái câu chuyện đặt ra, nếu tìm kiếm sai khách hàng này có ba cái nhá. Một là đối tượng. Nếu mà tìm kiếm sai đối tượng khách hàng thì bạn có bán được không? Không. Ví dụ bây giờ bán cái biệt thự villa ở biển triệu đô mà bây giờ cứ vào các khu nhà trọ để giới thiệu cho anh em, chú mua cái biệt thự này đi, lợi nhuận cao lắm, có cửa để bán không? Xó nhà mông đi tán gái mà để cứ vào trường đại học xây dựng, có mua gì nhỉ? Đối thủ cạnh tranh thì nhiều, hàng hóa thì ít, cạnh tranh thì nhân tạo, mà hàng hóa thì này kém chất lượng nhỉ? Đấy. Cho nên là phải đúng đối tượng. Mà biết được đối tượng của mình thì bạn phải có cái động tác, một là phải phân tích gì? Sản phẩm. Để biết đối tượng của mình là ai. Đúng không? Nhẹ. Rồi. Bút này sao cái nào nó cũng thấy mực nhỉ? Thẳng nhỉ? Mở lắm. Mình biết thầy đã dí lớp mặt rồi đấy. Có rồi. Mà không thấy mực. Phát đi sẽ dí, xít gãy ngòi. Dí mạnh quá về lòng. Cái bảng này nó mà biết kêu nó cũng kêu đấy. Nó ra đối tượng, đúng không? Nhưng mà trong cái trường hợp này, đối tượng này thì mình có tiếp cận đối tượng này thì mới lấy được thông tin không? Mà muốn tiếp cận được đối tượng này thì chúng ta, nó ra được đối tượng thì chúng ta mới biết được là thói quen gì, tiếp cận gì không? Ví dụ thế này, nếu đi tán gái mà nó làm ca kíp, nó chuyên làm ca đêm chẳng hạn, thế mình đến ban ngày hay là mình đến buổi đêm? Đến ban ngày chứ. Có đúng không nhỉ? Nhưng mà nó làm ca đêm thì mình đến vào lúc sáng sớm, mai đến vào lúc chiều. Đúng rồi, đến ngủ quá, đến vào 8 giờ sáng có cửa nó chửi cho mà vừa ngủ được tí. Cái này nó gọi là cách gì? Tiếp cận thông tin. Chọn. Nếu mà tiếp cận thông tin rồi thì bắt đầu là, nếu mà tiếp cận được thông tin thì bây giờ gặp được nó rồi, nhưng lại chia trong cái đối tượng này, nó có nhiều loại. Một loại là bản chất là chưa có nhu cầu, tức là ví dụ mình bán bất động sản, bán cho người giàu, nhưng hiện nay bà ấy chuyên đầu tư sang lĩnh vực là
chứng khoán chẳng hạn, đúng không? Tức là bà ấy có đủ điều kiện để mua bất động sản của mình, nhưng bà ấy chưa chọn, nhận thức của bà ấy là bảo bất động sản là kênh chết, chị là chỉ móc vàng chứng khoán thôi. Rõ ràng đây là có nhu cầu chưa? Chưa. Còn loại thứ hai là loại gì? Có sẵn gì? Có sẵn nhu cầu, đúng không? Yeah. Đấy. Mà có sẵn nhu cầu này là mình biết sở thích. Còn loại này là mình chưa biết gì sở thích, mà đi tán gái mà gặp phải đứa nó không thích cái gì, khó tán vứt điêu nghệ. Mua quà không, không quan trọng lắm quà đâu, đưa cho chỉ vàng theo tay không, vàng đảm bảo. Đi cà phê không say, ngàn chén rượu cũng không, cái gì cũng không, bố nào biết được, biên tiết nhà nghỉ đưa. Chốt xong, cái này không biết sở thích, còn cái này là gì? Biết sở thích. Vậy thì nếu mình gặp cái loại khách hàng mà nó chưa có nhu cầu thì trách nhiệm của mình phải chuyển sang nó làm gì? Thì cũng có nhu cầu, đúng không? Và bắt đầu sau đó là gì? Mình mới làm các động tác thì ta là sale để cung cấp nhu cầu cho nó, làm cuộc hẹn. Vậy thì bản chất bằng này thứ thì cuối cùng là chúng ta đang làm gì? Thì xưa các anh chị, bản chất của người làm kinh doanh chính là chuyển đổi gì? Nhu cầu khách hàng. Bước 1 của khách hàng là chưa có nhu cầu, thì trách nhiệm của chúng ta phải làm cho họ gì? Có nhu cầu. Và trách nhiệm từ chưa có nhu cầu thành có nhu cầu là trách nhiệm này, là trách nhiệm của ông nào đây? Trong công ty của chúng ta có 3 bộ phận. 1 là truyền thông, 2 là marketing, 3 là sale. Chưa có nhu cầu thành có nhu cầu là vai trò của ông nào? Hả? Tôi hỏi cơ ông nhá. Bây giờ tự nhiên ngồi cạnh một cô gái, ông cho nó một bộ phim, xem một bộ phim rất lãng mạn của Hàn Quốc, thỉnh thoảng có cảnh hôn nhau. Bộ phim ấy có tạo nhu cầu không? Có. Nó có nói gì đến sản phẩm không? Nó có giới thiệu gì về ông không? Không. Nhưng nhu cầu của cô gái có nên không? Ừ. Ông uống rượu vào nó có liên quan tác động gì đến phụ nữ không? Không. Sao nhu cầu nó lại lên? Hay nhỉ. Vậy thì bản chất là cái vai trò này là vai trò của truyền gì? Truyền thông là thay đổi gì? Nhu cầu của khách hàng. Hiểu không nhỉ? Ví dụ thế này thôi. Nó viết một bài là 4 nguyên nhân gây ung thư vú ở phụ nữ. Mục tiêu của nó viết bài này chỉ để bán có mỗi cái việc là áo nỉ không chồng, không gặm. Anh chị có công nhận bây giờ toàn loại không gặm không? Không tin các chị bỏ ra mà xem. Không. Ừ. Bắt đầu là 4 nguyên nhân. 1 là gì? Mặc áo quá chật cũng gây ung thư. Ừ. Nhận diện, nhìn từ trên xuống dưới thấy phòi ra một đầu. Mặc áo quá rộng cũng gây ra ung thư. Đó, nhận diện là gì? Nhìn từ trên xuống dưới thấy rốt. Thì mặc áo ấy là quá rộng. Quá rộng thì nó sinh ra nắc nư. Thì cũng gây ung thư. Còn cái này quá chật là máu không đi thông được, cũng gây ung thư. Không. Loại thứ 3 là mặc áo quá dày, biểu hiện là phơi một tuần không khô. Không. Đấy. Thì nó gây nóng ở bên trong, tăng nhiệt độ, cái gì đó gì đấy, thì cũng gây ung thư. Không. 4 là không mặc gì cũng gây ung thư. Vậy thì nó mới xui là phải mặc vừa khít kín khít thì sẽ không ung thư. Mặc quỷ sứ cái đấy nó có thay đổi không? Không. Có. Bố tôi đang nghiên cứu trên 1.000 đối tượng rồi. Chị em có công nhận không? Không.
đấy gọi là không thật. Đây là chu kỳ trong một tháng nó cứ thay đổi này này, đúng như hình xin thế này. Đây là một tháng này, cứ lên xuống. À, đây này. Em đi đúng chu kỳ này. Nó hồi lên này, nóng xuống. Đấy, thế gì? Vậy thì để không bị ung thư thì phải mặc áo gì? Áo vừa khít kịt kịt mà vừa khít kịt kịt là một là gặp chung, hai là không gặp. Thế là chị em làm sao? Phấn khởi đi mua bốn cái không gặp về đấy, ốp vào đây với diện tiện lắm. Cung thời giờ. Ừ, anh em nó đỡ phải nuồn tay. Đúng không anh em? Nhưng mà cũng không thích lắm. Mẹ chuối gì bóc cả quả này. Toàn vỏ. Ừ, không có ông nào ăn chuối. Ăn chuối ngon nhất là lúc gì? Lúc bóc. Anh em hiểu không nhỉ? Hạnh phúc chính là hành trình, chứ không phải đích đến. Đấy. Thế thì như vậy ở chỗ này nó đã nói gì đến sản phẩm áo dây liền chưa? Chưa. Vì vậy mặc áo phải khít khịt khịt. Xong bây giờ mình nó nói mẹ thằng này nó nói vậy thì nó nhắc cho con cái đại áo nào vừa khít khịt khịt. Nửa tao là gì có. Đang phấn khởi, đang là ngồi tiêu cực thì bỗng nhiên nó quảng cáo gì? Áo nịt không gặp, xu thế của phụ nữ thời hiện đại. Chị em mình đảng hậu à? Mình như là anh đọc. Đọc xong rồi quảng cáo có thể vừa khít này, cái này thay đổi nhận thức chưa? Thay đổi nhận thức chưa? Bắt đầu có nhu cầu chưa? Bắt đầu quảng cáo đi. Ơ nó nào ngu vậy? Mình đang thích cái này để quảng cáo đi. Thế nào mua hai đôi thôi. Thế nào mua một cái đỏ, một cái xanh, một cái trắng. Không. Nhiều đứa ngu thì phấn khởi mua bốn cái đỏ. Bắt đầu nó lại viết một bài đến là gì? Phụ nữ mà trong đỏ ngoài trắng khêu gợi đàn ông, những người phụ nữ như thế mất lịch thì thiệt. Tất nhiên là sao? Phật thì mình phải làm cái sáng. Bởi sao không làm? Trong xanh thì ngoài cũng phải gì? Xanh lại xanh. Và rồi cứ tăng dần, ông có thấy nhà ông có mấy đôi giày không? Nhất là phụ nữ. Nó kích cầu mà. Sao bắt đầu là gì? Nếu để đàn ông hấp dẫn nhất là trên đỏ, dưới cũng gì? Đỏ gọi là đỏ đồng bộ. Lại làm cái đỏ. Thế là mặc từ bên trên bên dưới cây đỏ. Mấy ông sao nó mặc? Xu thế bây giờ không mặc màu đỏ nữa. Vì như thế này bò nó hút liên tục. Nãy chuyển sang màu trắng. Thế là cháu nhà mua cùng mở cái tủ quần áo của áo con. Cho nên nhà ông nào đẻ bốn đứa con gái khốn nạn. Mở ra nó đổ sắp mọi người. Do mà phụ nữ là dễ thay đổi nhu cầu không? Nữ nó thay đổi cực dễ. Rồi nhanh. Động thích của phụ nữ nó nhanh. Cảm xúc mà. Nó đông tỉnh lắm. Cho nên trong cái chuyện đấy đàn ông mở mắt, phụ nữ nhắm mắt là vì thế. Đông tỉnh lắm, mọi người vẫn trông xe. Ấy, thế thì vai trò này là vai trò của truyền gì? Xong có nhu cầu rồi thì khách hàng có lựa chọn không? À, bắt đầu đi tìm, à xin lỗi, tìm kiếm chứ. Có tìm kiếm không? Thì tìm kiếm này thì bắt đầu có tìm kiếm online và họp gì? Offline, offline chính là tìm kiếm thông qua cửa. Cửa. Cho nên bây giờ người ta phải làm gì? Chuỗi. Mà online người ta phải làm từ gì? Từ khóa đấy, các anh chị. Có đúng không nhỉ? Và vai trò này là vai trò của chú nào? Marketing, đúng rồi. Cho nên hệ thống biển bảng quảng cáo đi tìm cửa hàng, cửa hiếp dùng nơi, treo biển, treo bảng, trainer này khác là thằng nào? Marketing. Nhé. Tổ chức sự kiện, truyền thông là thằng nào? Là bọn truyền thông. Viết bài để thay đổi nhận thức của con người là thằng nào? Truyền thông. Bắt đầu định hình ra cái trách nhiệm chưa ạ? Tiếp tục này, nếu mà tìm kiếm rồi, nhưng mà rất nó lên mạng, nó search, ví dụ như là mua áo dài chẳng hạn, may áo dài đẹp nhất Hà Nội.
nó có phải có mỗi mình có không? Có 7-8 thai không ạ? Hoặc thậm chí chục thai không ạ? Còn nếu mà rớt cái này mà không thấy mình, có nghĩa là mình ở âm ti thì cần gì nữa? Thì nỗi thằng nào ra ta? Marketing. Cho nên tôi làm sếp tôi có cần phải hỏi marketing mày làm có tốt không, đúng không? Sáng đang ngồi cà phê sớt Ngô Minh Tuấn không thể nào âm ti mẹ. Tức là người còn ngồi đây mà danh tiếng bị chết. Đúng không, đúng không? Mình bán khóa học CEO quản trị chẳng hạn, gõ là gì? Khóa học CEO quản trị không thấy đâu, chết được còn gì nữa, hiểu không? Tức là không có cửa hàng mà đi tìm lang thang trong Hà Nội này không thấy đâu. Thế thì người ta tham gia học bằng cách nào? Cho nên rất nhiều người hỏi bây giờ đăng ký bằng cách nào thì là chết được còn gì nữa. Sau khi họ tìm kiếm xong thì họ lựa gì? Thường các anh chị lựa chọn dựa trên cái gì? Khi anh chị bắt đầu mua điện thoại, cái việc đầu tiên các anh chị nghĩ đến là cái gì? Thương hiệu. Thương hiệu. Đúng không nhỉ? Hai thương hiệu này chính tôi gọi là niềm tin gì? Vào doanh. Doanh nghiệp. Niềm tin vào doanh nghiệp. Đúng nhỉ? Sau đó người ta tin vào cái gì? Niềm tin vào sản phẩm. Đấy, xong bắt đầu hai cái niềm tin vào doanh nghiệp và niềm tin vào sản phẩm. Niềm tin vào doanh nghiệp là thương hiệu, là do vai trò là thế nào? Niềm tin vào sản phẩm là do thằng nào? Marketing, đúng, quảng cáo. Đúng không? Xong bắt đầu niềm tin vào người bán là vai trò của thằng nào? Sale. Đấy, nhìn mặt sale mẹ toàn như đòi lừa người ta, bố thằng nào dám mua. Cho nên nhiều anh mới bảo là con bé này nó có duyên bán hàng. Không phải. Nhìn mặt nó hiền lành. Mẹ cái đấy ví dụ như nhìn ông Vũ Trung Nguyên với này cái con bà Diệp Thảo. Nhìn mặt đứa nào nó hiền lành cái thực tế. Cái thực tế. Cho nên mọi hiện tượng viết là không có giá trị. Nhìn mặt nó sinh ra tâm con người, nhưng mà cái mặt bà này làm sao? Như sao tôi? Cũng dầu dĩ. Dầu dĩ là thể hiện lòng gì? Lòng tham. Nhưng mà mắt thì trợn hỏa lên, thể hiện gì? Sân hận. Nói năng thì búp chăng. Biểu hiện là của gì? Thiếu định tâm. Vì tiền mà làm thay đổi tâm thì người đấy làm sao mà ứng xử mà bình thản được. Còn ông Vũ là ông ấy gì? Rất bình thản. Mà cái cách ông ấy trả lời trong tòa là sự ức chế của nội tâm, như kiểu là cái sự bất lực ấy. Có. Nhìn thấy là biết mà. Có nghĩa là ông không thể nào giải thích được. Bởi vì chỉ có những thứ trong cái cuộc sống mà ông không muốn kể xấu người khác. Bất đắc dĩ thôi. Vì ông ấy là người tu tập, ông không muốn đi kể xấu kẻ khác. Bất đắc dĩ ông phải làm việc đó. Cho nên ông cảm thấy rất là bất lực. Cho nên những cái người mà đỉnh cao của tu tập họ nhìn nó biết mà. Cho nên không cần phải nhìn vào hiện tượng. Người ta nhìn thấy bản chất cái tâm của người ngay mà. Đấy. Cho nên tôi không cần nhìn hiện tượng, tôi biết anh Vũ là người tốt, cần gì mà đối chiếu cái gì đâu. Cho nên trong bán hàng cũng vậy. Có những người nhìn cái họ nhìn cái tâm của người ta thôi. Có những người nói rất khôn ngoan, khéo, bụng lớn là đỉnh cao. Nhưng nó nhìn mặt phát nó biết ngay là không chơi thằng này. Dạ. Vì vậy đỉnh cao của con người nhá, này không phải là trong bán hàng này. Đỉnh cao là có khuôn mặt. An toàn. Bạn đi mua hàng, bạn có thích nhìn mặt của đứa nào an toàn không? An toàn là cực kỳ quan trọng. Cứ hôm nay tôi đi về năm đây, tôi đi lâu rồi. Tôi đi xe ô tô khách, thế là có em bên cạnh. Thế là nó mượn điện thoại của tôi, nó gọi cho người nhà ra đón. Thế tối đến không biết nó cãi nhau với người nhà thế nào. Hôm nay tôi ở thành phố Nam Định, tôi để thuê nhà nghỉ. Nó bảo anh ơi, em buồn cãi nhau với người nhà, em muốn ra chỗ khách sạn để chơi với anh một tí có được không? Mày đúng đang phấn khởi bạn được. Thế là tự nhiên ngồi nói chuyện ở dưới sảnh, một lúc nó bảo anh tối nay em ngủ cùng anh có được không? Em mất an toàn là mày khiếp. Tự nhiên sao lại cũng đều không thế này. Khiếp thôi à. Chia tay từ đây mất an toàn đấy là kẻ bại.
theo nó hay vậy chứ. Mất an toàn, cho nên mặt an toàn là cực kỳ quan trọng bán hàng. Đấy. Cho nên nhìn người ta nhìn từ từ thôi, không nhìn như là cú sinh nhà bệnh ấy. Cái cảm giác ăn thịt nó đến nơi thì nó khiếp. Các em là vậy cũng vậy, giả sử thằng nào nó tán mình thôi, ví dụ nó nhìn vào mắt mình thì thấy nó thánh thiện không? Chứ nó cứ nhìn vào cái khu vực nhạy cảm, mình có cảm thấy mất an toàn không? Đấy. Tức là làm hết sức chơi hết mình, lúc nào thánh thiện, rất thánh thiện, lúc nào bản năng, rất bản năng thì em mới thích. Ông cứ pha trộn lẫn đâu. Đấy. Đấy dạy cả đàn gà. Khiếp rồi. Không, nhưng mà nói với tôi chỉ cái này, phần này là tôi dạy ẩu này. Thì tôi chưa có, tôi không có giỏi cái này. Đấy, lựa chọn. Sau khi lựa chọn được nhà cung cấp thì họ với thời điểm gì? Ra quyết định. Thường khách hàng thời điểm ra quyết định nó liên quan đến cái gì? Chính sách gì? Khách à. Ví dụ khuyến mãi nó ra quyết định có nhanh hơn không? Có. Yeah. Tặng quà ra quyết định có nhanh hơn không? Ví dụ bây giờ là mua một cái xe hơi, tặng một người mẫu hai đêm, chết đâu cũng phải vay mua 10 con xe. 10 con người. Đúng không nhỉ? Nhưng không có gì còn đâu. Đấy. Nhưng mà pháp luật nó cấm, cho nên bọn chúng nó không dám khuyến mãi. Chứ được khuyến mãi vậy, xe hơi bán chạy lắm mọi người. Nhất là đại gia nó làm 10 con xe hơi đơn giản, mà nó lừa được vợ, anh đi mua xe hơi nha. Đấy. Chính sai cái cả. Thì họ sẽ ra thì bắt đầu từ đấy họ ra quyết định ở thời điểm ra quyết định thì bắt đầu họ mới ra được quyết định. Như vậy bạn phải hạ gục khách hàng từ đây đến đây. Vậy tóm lại, trong chương trình chuyên viên bạn được học cái gì? Bạn được học cái gì? Sau khi họ ra khách hàng thì bắt đầu mình còn phải lưu gì? Lưu vết khách hàng lại và để bán lần gì? Bán lần sau. Và nguyên tắc cái kho này càng lớn, kho này càng lớn và bạn là người uy tín thì đây chính là cơ hội để cho bạn trở thành những chủ doanh nghiệp sau này. Ví dụ bạn đã từng bán bất động sản mà bán cho 1.000 người Hà Nội toàn đại gia thôi, thì sau này bạn không bán bất động sản nữa, bạn mở một công ty về cung cấp mỹ phẩm hay là cái gì đó thì họ có mua cho bạn không? Và đặc biệt là phụ nữ rất trung thủy, trai ruộng lạ mạ ruộng quen, phụ nữ rất thích quan hệ lại lần hai. Thật đấy, bạn mua cái chỗ nào thường bạn hay tin tưởng họ hơn không? Còn bọn nam giới là gì? Tiện đầu ghé đấy, bọn đấy thiếu trung thủy hơn. Chứ bán hàng cho phụ nữ là cái tập khách hàng cực kỳ bền bỉ, họ nói chuẩn về mặt khách hàng mà, phụ nữ mà đấy. Thì lưu nó lại. Nhưng mà rất nhiều anh làm sao? Quyết định bán lần xong thậm chí còn gây ác cảm với họ. Nhiều khi bán xong mình gọi điện lại cho họ bằng tiền điện thoại của mình thôi, nhưng là vì mình hay là vì công ty? Vì mình đấy. Nhưng mà rất nhiều anh ý là gì? Chăm sóc lại là vì công ty. Việc chó thì đấy là việc của chúng nó, trong khi họ mua hàng của mình thì mình gọi điện lại một câu, đấy là chính là chăm sóc. Thì lần sau mình gọi họ mình bán cái gì họ lại quay lại, đúng không ạ? Đấy, thế thì bằng này thứ các anh chị phải học. Một là phân tích sản phẩm để tìm đối tượng khách. Cho nên bất cứ kẻ nào mà đi bán hàng, tôi hỏi đối tượng mua hàng của bạn là ai mà không trả lời được là chết. Bởi vì cái này là đầu nguồn. Nếu không xác định được đối tượng, có xác định được thói quen tiếp cận thông tin không? Ví dụ không biết bán hàng cho sinh viên hay cho doanh nhân, bạn đứt luôn. Vì sinh viên nó xem Facebook vào giờ nào? Mọi giờ. Còn doanh nhân nó có xem Facebook không? Doanh nhân giàu có thật sự nó có xem Facebook không? Không. Nó lại bán mua, nó lại xem trên kênh gì? YouTube. Search một phát vào YouTube có nó xem video. Thôi quên dùng mua à? Vì nó rất là lười. Tôi là một ví dụ. Chỉ có YouTube thì chỉ còn ba cái loại Google. Search xong thì lại đọc chữ. Mắt chỉ kem. Xoay kính cứ thế này. Mà cái loại nó viết là dễ hiểu thì còn được, đa phần viết không hiểu. Đấy. Thói quen tiếp cận thông tin. Mà nếu biết thói quen tiếp cận thông tin thì bạn mới chạy marketing mới lấy được gì? Vấn đề là cái này. Tiếp theo này,
từ chưa có nhu cầu mà chuyển mới biết là họ chưa có nhu cầu hay là họ đã có nhu cầu chưa. Nếu như cái đám này mà chưa có nhu cầu thì trách nhiệm mình phải làm cho họ gì? Có nhu cầu. Thì mình phải phân tích được gì? Nhận thức để thay đổi gì? Nhu cầu. Hay còn gọi là làm, bản chất cái này là làm nội dung truyền. Truyền thông. Cái này chọn kênh gì? Quảng cáo. Đúng không nhỉ? À. Rồi từ cái nhu cầu chưa có nhu cầu này, họ sở thích của họ thì nó mới ra được nội dung gì? Mà cái tính có phải chuyển đổi từ chưa có nhu cầu thành có nhu cầu thì ra được nội dung của gì? Có marketing không? Đúng không nhỉ? Mà biết được thằng khách hàng này nó đã bị làm nhũng não bởi truyền thông, nó đã được marketing chạy hiểu về sản phẩm, thì đến phần sale nó làm sao? Nó rất là đơn giản đúng không? Tư vấn vào chỗ sale làm sao? Cực kỳ đơn giản. Vậy thì bản chất ông này là đi hái quả mít. Mấy ông này, chỗ này là gì? Làm cho mít gì? Chín nhanh. Mà ông hình dung là sale nó ngu thì nó như kiểu trẻ con ý. Mà vớ được quả mít xanh, gốc vẽ đu lên xoáy đu các kiểu mít không dậy. Có hình dung không nhỉ? Còn nếu mà mít mà bọn này mà truyền thông với marketing nó làm cho mít chín rồi thì thằng trẻ con nó chỉ cần búng một phát mít rơi bột ra. Đấy. Cho nên chỗ tôi là sale của tôi là toàn trẻ con 19 tuổi. Các anh cứ đến văn nó búng và đi phát rồi. Không phải tư vấn nhiều. Có đúng không nhỉ? Vì xem trên YouTube đã nhu não chưa? Phê hết rồi. Đến đây là đi gần ngứa rồi. Không, sale nó búng đi phát rồi. Đấy. Vì truyền thông với marketing nó quan trọng không? Cực kỳ quan trọng. Rồi. Bây giờ tóm lại các anh chị được học gì? Truyền thông, marketing, sale, vậy cái nền tảng của khóa học này là bắt đầu học về đối tượng, thói quen, nhu cầu, phân tích nhu cầu. Làm xong được cái này thì bắt đầu chúng ta mới biết được cách gì? Hiểu một chút về marketing, hiểu một chút về gì? Truyền thông, nhưng học sâu về gì? Sale. Các anh chị có hiểu không ạ? Nhá. Tại sao phải hiểu về truyền thông? Thay đổi nhu cầu. Thay đổi nhu cầu. Để phối gì? Phối hợp. Hiện nay khách hàng họ cứ thích, ví dụ thôi, mình bán cái tivi màn hình cong, ví dụ mình là nhân viên bán hàng siêu thị chẳng hạn, khách hàng cũng cứ thích tivi màn hình phẳng, mà mình thì lại lấy rất nhiều màn hình cong là thế hệ mới về, đúng không? Thế là bắt đầu là nó bảo chị ơi, thực ra là màn hình cong khó bán lắm, họ toàn chọn màn hình phẳng thôi, họ quen rồi. Đấy, bây giờ làm nào để thay đổi cái nhận thức của họ mà rõ ràng màn hình cong là không đắt hơn mấy mà xem nó đẹp hơn, không gian ba chiều tuyệt vời hơn, nhưng họ không chọn anh ạ. À. Thì bắt đầu là marketing phải xe truyền thông phải làm gì? Công nghệ gì? Công nghệ màn hình cong thay thế toàn bộ màn hình phẳng. Thì bắt đầu nó phải so sánh màn hình cong được cái gì, màn hình phẳng được cái gì. Còn so sánh xong một hồi tất cả đều là gì? Mà thấy màn hình cong thế mà không biết, ngủ quá. Đúng không nhỉ? Bắt đầu thay đổi thành gì? Màn hình cong. Các anh chị dùng không ạ? Cái điện thoại cũng vậy. Thực ra là con iPhone 8 với X nó chả khác nhau mấy. Thế bây giờ nó phải nghĩ ra cái khác chứ. Bắt đầu không còn nút gì? Không còn nút. Không mỗi vậy thì vì nút hôm mà cháu thay cả cái điện thoại. Phân khơi. Có hình dung không ạ? Nó biết được sở thích. Có mỗi nút luôn không? Xong rồi điện thoại hết bé lại thành gì? To. Hết to lại gì? Bé. Váy hết dài lại gì? Ngắn. Càng ngắn, càng sau càng ngắn. Tức là xu thế xã hội phát triển đi lên. Đúng không? Ngày xưa là váy đến đây đúng không? Mắt cá chân. Xong thì sau lên đến đầu gối là các bà trời. Mất lịch sử. Bây giờ mấy em mặc ở đây, xong rồi đi xe dựng chân trống lên thế này. Yêu! Tôi nhìn thấy mấy lần mà xong tôi nhìn anh chị. Vì mình đi ô tô, cho nên là nó rất là hay, có cái điều kiện là dừng xe không phải chống chân. Bạn là sinh viên sắp ra trường. Bạn mong muốn có kỹ năng chuyên môn cao, nâng cao tư duy trong kinh doanh, nâng cao thu nhập và thăng tiến trong công việc. Vậy chương trình này là sự lựa chọn dành cho bạn.
Business Chui, chương trình huấn luyện kinh doanh thực tiễn, được thiết kế và vận hành trực tiếp bởi Trường Doanh nhân Siêu Việt Nam, sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn Siêu Việt Nam. Lộ trình học tập của bạn sẽ như thế nào? Bạn sẽ được ăn, ở, học tập, rèn luyện tập trung trong 6 tháng xuyên suốt. Sống và rèn luyện theo môi trường của quân đội, giúp bạn có được kỷ luật tốt của một người đi làm. Được học tập kinh doanh thực tiễn cùng doanh nhân, những người đang kinh doanh thực tế. Được đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng hội nhập trong doanh nghiệp như tiến hành giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, đàm phán. Được hoàn thiện tư duy, năng lực làm việc theo đúng như yêu cầu của doanh nghiệp. Business Chu giúp bạn tự nâng cấp mình để hoàn thiện kỹ năng của một người đi làm. Đối tượng tham gia là ai? Dành cho sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, những người mới tốt nghiệp, đang đi làm được một năm hoặc trên một năm. Sau quá trình huấn luyện, học viên sẽ được bố trí việc làm tại các công ty, tập đoàn mà có chủ doanh nghiệp là đối tác của Tập đoàn Siêu Việt Nam. Tìm hiểu thêm thông tin vui lòng truy cập website truongdoanhnhansieuvietnam.edu.vn, hotline tư vấn trực tuyến 0986776622. Business Chu, chắp cánh ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 0986776622.